quý vị, trở lại phần tin tức trong ngày hôm nay. Bản tin tiếp theo, Sĩ Quyên xin phép được gửi đến quý vị phần chi tiết sau đây. Bản tin cho hay về việc Indonesia đánh đắm 3 chiếc tàu đánh cá trái phép của Việt Nam. Kính thưa quý vị, vào ngày 4 tây tháng 12, Bộ trưởng điều phối các vấn đề an ninh pháp lý và chính trị là Tatio Edhi Putrirantno cho hay, vào ngày 6 tây tháng 12 sắp tới, thì Indonesia sẽ đánh đắm 3 tàu đánh cá Việt Nam đang bị tạm giữ vì đánh bắt trái phép gần đảo Matak. Các tàu này cũng sẽ bị phá hủy và đoàn thủy thủ sẽ bị trục xuất về nước. Tờ báo Jakarta Post của Indonesia đưa tin, Bộ trưởng Tatio Edhi Putrirantno nói rằng Indonesia hành động cứng rắn như vậy là để răn đe các tàu nước ngoài đánh bắt trái phép. Ông cho biết trước đó thì tòa án đã đồng ý cho chính phủ quyết định số phận 3 chiếc tàu cá nói trên. Trước đó thì ông đã gặp Tổng thống Joko Widodo để thảo luận về nạn đánh bắt trái phép của tàu cá nước ngoài. Ông khẳng định biện pháp đánh đắm tàu cá nước ngoài đánh bắt trái phép sẽ không làm tổn hại quan hệ Indonesia với các nước vì phù hợp với luật pháp Indonesia và được tòa án thông qua. Cùng ngày thì Đô đốc Marsetio là tham mưu trưởng Hải quân Indonesia tuyên bố tất cả tàu chiến Indonesia đã sẵn sàng đánh đắm tàu cá nước ngoài đánh bắt trái phép trong vùng biển Indonesia. Ông cho biết rằng chính phủ đã phê duyệt ngân sách đầy đủ cho 147 chiếc tàu chiến tham gia thực thi pháp luật biển. Tờ báo Jakarta Post cũng ghi nhận các tàu cá Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam thường xuyên đánh bắt trái phép trong vùng biển Indonesia. Luật ngư nghiệp năm 2009 của Indonesia cho phép là các chỉ huy tuần duyên hoặc là cơ quan điều tra, quân đội, cảnh sát có biện pháp cụ thể để ngăn chặn tàu cá nước ngoài đánh bắt trái phép và trong đó có biện pháp đánh chìm. Tiền lương ở Việt Nam chỉ cao hơn Lào và Campuchia. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 12, Tổ chức Lao động Quốc tế tức là ILO công bố báo cáo tiền lương toàn cầu 2014-2015. Báo cáo cho thấy tăng trưởng tiền lương trên toàn thế giới vào năm 2013 đã giảm tới xuống mức 2% và tới nay vẫn chưa bắt kịp mức 3% của giai đoạn tiền khủng hoảng. Tiền lương ở các nền kinh tế phát triển vẫn duy trì mức trung bình cao gấp 3 lần nhóm các nước đang phát triển và mới nổi. Bà Sandra Polaski là phó tổng giám đốc phụ trách về chính sách của ILO cho biết là tốc độ tăng lương đã giảm xuống mức gần zero trong nhóm các nước phát triển trong 2 năm qua. Một số quốc gia thậm chí còn có tình trạng giảm lương. Lương tháng trung bình của người lao động Việt Nam ở mức là 175 Mỹ Kim, chỉ cao hơn Lào và Campuchia và bằng một nửa so với Thái Lan, bằng 1/20 của Singapore. Ông Georgi Sizatsky là giám đốc của ILO tại Việt Nam cho rằng khoảng cách chênh lệch lớn về tiền lương giữa các quốc gia trong khối ASEAN phản ánh sự khác biệt lớn trên nhiều phương diện, trong đó có năng suất lao động. Theo điều tra lao động việc làm 2013, ngành đạt mức lương cao nhất là hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm, khoảng 350 Mỹ Kim. Trong khi đó, thì thưa quý vị, hoạt động làm thuê, những công việc trong gia đình có mức lương tháng thấp nhất đó là hơn 100 Mỹ Kim. Lao động làm công ăn lương hiện nay chỉ chiếm gần 35% trên tổng số lao động có việc làm tại Việt Nam, thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình trên 50% của thế giới. Và theo như ILO, thì trong 2 năm trở lại đây, thì Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng đáng kể, nhưng vẫn còn một khoảng cách xa phải vượt qua để bắt kịp với thế giới. Thưa quý vị, có 90% nông dân Việt Nam đã lạm dụng thuốc trừ sâu. Một cuộc nghiên cứu của Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Việt Nam được thực hiện tại các tỉnh An Giang, Nam Định và Phú Thọ mới đây cho thấy là có tới 90% nông dân Việt Nam thiếu kiến thức sử dụng thuốc trừ sâu trên đồng ruộng, mặc dù hầu hết đều hiểu rằng các loại thuốc này là chất độc, đe dọa sức khỏe của người dân và làm ô nhiễm môi sinh hết sức trầm trọng. Tài liệu nghiên cứu được báo mạng VN Express trích dẫn cho thấy, nông dân Việt Nam vẫn còn sử dụng loại thuốc diệt cỏ Paraquat và thuốc trừ sâu rầy, muối mọt mang tên Chlorpyrifos là hai loại thuốc đã bị các quốc gia trên thế giới loại khỏi danh mục thuốc trừ sâu được phép sử dụng. Có tới 90% nông dân được khảo sát nói rằng, họ không hề biết tên cũng như là đặc điểm, mức độ nguy hiểm của hai loại thuốc kể trên và thú nhận rằng cứ thấy người khác dùng để tưới tiêu cho đồng ruộng thì lại bắt chước. Đáng nói là có hơn 30% nông dân đã sử dụng liều lượng thuốc trừ sâu nhiều hơn là mức cho phép để tưới tiêu cho các loại hoa màu. Phúc trình của nghiên cứu còn nói rằng có ít nhất là 8.5% nông dân xác nhận là đã bị ngộ độc thuốc trừ sâu trong lúc mà sử dụng thuốc để tưới tiêu cho đồng ruộng, mà các triệu chứng thường gặp đó là ngứa ngáy, nhức đầu, nóng ran cơ thể và mệt mỏi. Điều đáng lo nữa đó là thời gian sử dụng thuốc trừ sâu ngày càng kéo dài đã đe dọa ô nhiễm môi sinh trầm trọng và đặc biệt
là ô nhiễm nguồn nước tại các địa phương. Ở tỉnh Phú Thọ thì thời gian sử dụng thuốc trừ sâu của nông dân lên tới 23 năm, còn ở tỉnh Nam Định là 22 năm và ở tỉnh An Giang là 16 năm. Còn theo các chuyên viên nông nghiệp quốc tế thì điều đáng tiếc là có tới 80% số lượng thuốc trừ sâu được nông dân Việt Nam sử dụng không đúng cách và không cần thiết dẫn đến lãng phí. Nói cách khác là nông dân đã tự đầu độc mình và làm tổn hại sức khỏe của hàng triệu người khác bằng việc sử dụng thuốc trừ sâu vô tội vạ. Giám đốc thẩm mỹ viện quan sát bệnh nhân lãnh án 19 năm tù, thưa quý vị, Nguyễn Mạnh Tường, giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường bị tuyên án 19 năm tù giam trong phiên xử vụ án ngày 5 tháng 12, phải bồi thường hơn 27.000 Mỹ Kim cho gia đình nạn nhân, bị cáo phải cấp dưỡng cho con của chị Huyền, mỗi cháu 1 triệu một tháng đến khi đủ 18 tuổi, đồng thời cấm hành nghề 5 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù. Bị cáo còn lại Đào Quang Khánh bị tuyên phạt 24 tháng tù về tội xâm phạm thi thể, mồ mả hài cốt, 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản tổng hợp, hình phạt là 33 tháng tù. Trở lại vụ án, ngày 19 tháng 10 năm 2013, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường tiến hành hút mỡ, nâng ngực, làm đẹp cho chị Lê Thị Thanh Huyền. Nhưng bác sĩ Tường không đủ điều kiện thực hiện hút mỡ, nâng ngực, đã không tuân thủ các quy trình như là thử máu đông, máu chảy, thử kháng sinh, khiến nạn nhân tử vong. Bị cáo Tường còn thấy nạn nhân co giật mà không ở lại theo dõi, bỏ đi lễ chùa với bạn gái, xem thường tánh mạng của người khác. Sau đó thì ông Tường cùng với Khánh khiêng xác của chị Huyền ra xe ô tô, chờ đến cổng bệnh viện Bưu Điện. Thấy nhiều người đang ở đó, thì hai bị cáo đưa xác của nạn nhân ra cầu Thanh Trì vứt xuống sông. Theo tòa án, thẩm mỹ viện Cát Tường cũng không phải là cơ sở khám chữa bệnh vì không đủ các điều kiện thành lập, không có giấy phép hoạt động về phẫu thuật thẩm mỹ. Đây chỉ là một cơ sở chui, một bác sĩ chui về phẫu thuật nâng ngực mà thôi. Và tiếp theo sau đây là phóng sự từ Arizona. Vào ngày thứ Năm, ngày 4 tháng 12 năm 2014, thì tại tòa đô chính thành phố Phoenix đã cử hành lễ công nhận và vinh danh lá cờ vàng là lá cờ của cộng đồng Việt Nam. Kính mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây do Vũ Nhân tường trình từ Phoenix. Vũ Nhân kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, hôm nay ngày 4 tháng 12, Vũ Nhân có mặt tại hội trường của tòa thị chính thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ để gửi về quý vị buổi lễ công nhận và vinh danh cờ vàng là lá cờ của cộng đồng người Việt tự do. Thưa quý vị, ông thị trưởng thành phố Phoenix đã đọc lời vinh danh và công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ của cộng đồng người Việt tị nạn và đã trao nghị quyết cờ vàng cho ông chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia tại tiểu bang Arizona. Ông Đặng Thế Khương đã nói lên lòng cảm ơn sâu xa của quý đồng hương Việt Nam đến với quý cô chú quân dân cán chính Việt Nam Cộng hòa và đồng minh Hoa Kỳ đã hy sinh xương máu để bảo vệ tự do dân chủ cho miền Nam Việt Nam và bảo vệ lá cờ vàng ba sọc đỏ thân yêu và cho chúng ta có được ngày hôm nay tại hải ngoại. Ông Cường Phan đã nói lên lập trường của người Việt quốc gia tại tiểu bang Arizona, không chấp nhận chế độ cộng sản độc tài đảng trị và kêu gọi mọi người hãy đề cao cảnh giác với chế độ cộng sản. We should not welcome the present of the flags of the Social Republic of Vietnam to be here in any shape. Thưa quý vị, đây là một hình ảnh đẹp và cảm động trong buổi lễ công nhận và vinh danh cờ vàng hôm nay khi thấy ông chủ tịch của đảng Cộng hòa tại tiểu bang Arizona và ông thị trưởng của thành phố Phoenix cùng các nghị viên trong thành phố trân trọng và trân quý lá cờ vàng thân yêu của cộng đồng người Việt tự do do ban đại diện cộng đồng và quý nhân sĩ trao tặng. Vũ Nhân kính mời quý vị chia sẻ tâm tình sau đây của ông thị trưởng thành phố Phoenix. Ông thị trưởng nói: ông cùng các hội đồng thành phố rất hãnh diện vì đã ủng hộ và vinh danh lá cờ vàng của cộng đồng người Việt tị nạn. Very passionately about presenting this flag here at City Hall, and I was just honored to be a part of it. Em cũng như là tất cả các anh em trong cái ban vận động cho nghị quyết cờ vàng rất ngày hôm nay là cái ngày rất là vui, bởi vì thành phố Phoenix là một trong năm thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ đã chính thức công nhận lá cờ vàng là biểu tượng của tự do dân chủ. Ông chủ tịch của đảng Cộng hòa của tiểu bang Arizona cho biết thành phố Phoenix là một trong những thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ và đã công nhận và vinh danh lá cờ vàng và đây là một niềm hãnh diện của cộng đồng người Việt tị nạn của chúng ta. Ông sẽ sát cánh với cộng đồng người Việt trong công cuộc đấu tranh tự do dân chủ cho Việt Nam. Hôm nay
là một ngày rất là vui cho cộng đồng người Việt quốc gia Arizona, là tại vì thành phố Phoenix đã chính thức công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ. Vì cái lá cờ này cũng là một cái biểu tượng cho tự do. Thì hiện đến bây giờ thì chúng tôi đã vận động được cờ vàng tại các thành phố mà đông dân Việt Nam cư ngụ, trong đó có thành phố Phoenix, thành phố Scottsdale, thành phố Glendale, thành phố Gilbert, thành phố Mesa. Và cái điều đặc biệt hơn hết đó là chúng tôi cũng đã vận động cờ vàng tại tiểu bang Arizona. Và vào tháng 8 vừa qua, bà thống đốc tiểu bang Arizona đã ký nghị quyết ban hành cờ vàng, công nhận lá cờ vàng là biểu tượng của cộng đồng người Việt quốc gia sinh sống tại đây. Vì vậy, đây là một cái cơ hội để mà chúng em phấn đấu hết mình để đền ơn các bác, các chú, các bác. Xin cảm ơn phóng viên Vũ Nhân. Và thưa quý vị, đến đây thì cho phép chúng tôi được tạm ngưng, sẽ quay trở lại ngay sau phần thông tin thương mại của đài.